À, xin chào các bạn, hôm nay đến Maloka thưởng thức chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu máy hút khói khử mùi của Maloka mang cái mã hiệu là K1507TC dòng âm tủ. Thì sản phẩm máy hút khói khử mùi dòng âm tủ này nó được thiết kế với cái chất liệu được làm là bằng inox. Ở bên dưới thì nó có trang bị một cái lưới lọc bằng nhôm. Đây là cái bảng điều khiển của máy. Đây là phần bên trên. Cái này phần này nó sẽ ghi âm vô trong và có sẽ nổi cái mặt ở bên dưới bên ngoài, rất là sang trọng và nó rất là gọn gàng. Đây là cái bảng nút điều khiển của nó, thì nó có điều khiển với điều khiển bằng cảm ứng và nó có công suất của nó là công suất 110W. Đây, logo Maloka thì nó in chìm rất là sắc nét ở đây. Đây là bên dưới thì nó trang bị một cái lưới lọc đó bằng nhôm và nó có trang bị thêm hai cái đèn led. Đây, hai đèn led sáng này, công suất của nó là 3W. Đây, lưới lọc thì khi bạn mở ra thì nó bên trong thì nó có cái công suất hút là 500 m³/giờ và cái nó khử mùi bằng than hoạt tính và cái ống thoát của nó là ống phi 120. Sản phẩm này thì nó có độ ồn rất là thấp hơn 56 dB. Kích thước của nó chiều ngang là 700, chiều rộng là 300 và cái chiều cao của nó là 180. Và hiện tại thì sản phẩm này thì đang được bán tại đại lý Maloka Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này có thể liên hệ vào số điện thoại hotline bên dưới hoặc là truy cập vào website tdm.vn đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.